Minh tử vi mến chào các bạn Chúc các bạn ngày mới bình an, vui vẻ, vạn sự cát tường Sau đây mời các bạn đón xem tử vi chi tiết 12 con giáp thứ bảy ngày mùng 8 tháng 1 năm 2022 Và theo âm lịch hôm nay là ngày mùng 6 tháng chạp năm Tân Sửu Ngày này là ngày Tân Dậu tháng Tân Sửu năm Tân Sửu Và ngày hôm nay là ngày Hắc Đạo Các giờ hoàng đạo trong ngày như giờ mậu tí từ 23 giờ đến 1 giờ thuộc Tư Mệnh, giờ Canh Dần từ 3 giờ đến 5 giờ thuộc Thanh Long, giờ Tân Mão từ 5 giờ đến 7 giờ thuộc Minh Đường, giờ Giáp Ngọ từ 11 giờ đến 13 giờ thuộc Kim Quỹ, giờ Ất Mùi từ 13 giờ đến 15 giờ thuộc Bảo Quang, giờ Đinh Dậu từ 17 giờ đến 19 giờ thuộc Ngọc Đường. Giờ hắc đạo trong ngày gồm có giờ kỵ sửu từ 1 giờ đến 3 giờ thuộc câu trần, giờ nhâm thìn từ 7 giờ đến 9 giờ thuộc thiên hình, giờ quý tỵ từ 9 giờ đến 11 giờ thuộc chu tước, giờ bính thân từ 15 giờ đến 17 giờ thuộc bạch hổ, giờ mậu tuất từ 19 giờ đến 21 giờ thuộc thiên lao, giờ Kỵ hợi từ 21 giờ đến 23 giờ thuộc nguyên vũ. Về ngũ hành, ngũ hành niên mệnh, thạch lưu mộc, ngày tân dậu tức can chi tương đồng thuộc kim và ngày hôm nay là ngày cát vai nạp âm thạch lưu mộc kỵ tuổi ất mão kỵ mão ngày thổ hành mộc khắc với hành thổ đặc biệt là tuổi tân mùi kỵ dậu đinh tỵ thuộc hành thổ không sợ mộc ngày dậu lục hợp với thìn tam hợp với sửu và tỵ thành kim cục xung với mão hình dậu hải tuất phá tý và tuyệt dần vài tuổi xung khắc trong ngày tuổi quý mão kỵ mão ất sửu ất mùi tuổi xung trong tháng tuổi quý mùi đinh mùi ất dậu ất mão về các sao tốt xấu trong ngày trong ngày có các sao tốt như sao thiên hỷ tốt mọi việc nhất là cưới hỏi sao nguyệt ân tốt mọi việc sao tam hợp tốt mọi việc sao mậu thương tốt về cầu tài lộc khai trương mở kho sao ngũ hợp tốt mọi việc sao xấu trong ngày gồm có sao thiên ngục sáu mọi việc sau thiên hỏa sáu vầy lập nhà sau thủ tử sáu mọi việc trừ sanh mắt sau câu trận, kỵ vệ an táng sau cô thần sáu đối với cưới hỏi sau lọ ban sát kỵ về khởi công động thổ về hướng xuất hành tốt trong ngày hỷ thần hướng tây nam tài thần hướng tây nam và sau đây mời các bạn muốn xem từ vi chi tiết 12 con giáp thứ bảy ngày mùng 8 tháng 1 năm 2022 mà các bạn cùng theo dõi nội dung chi tiết đầu tiên mà các bạn muốn xem tử vi tuổi Tý thứ bảy ngày mùng 8 tháng 1 năm 2022 xem vận trình ngày thứ bảy này với ba tuổi Tý cho chúng ta thấy là ba tuổi Tý đang gặp ngày có cục diện ngũ hành tứ hình xung tý ngọa mạo dậu cái điều này làm cho bạn đang có điểm báo có nhiều tác động không tốt lên vận trình của bạn trong ngày hôm nay và dù ngày này với bạn tuổi tý nếu như bạn mệnh không cẩn thận khi bắt tay vào công việc thì vẫn có thể mắc phải những sai sót như thường lệ nhé. Tuy nhiên á, trong vận trình ngày thứ bảy này với bạn tuổi Tý, bạn cũng có thể yên tâm rằng nếu như mình luôn tập trung vào công việc thì chắc chắn sẽ hạn chế được những lỗi lầm không đáng có và bạn có biết mình là con giáp phản ứng nhanh nhạy, vững vàng trước những biến cố nữa hay không? Chính điều này mà làm cho bạn có được sự vững tâm hơn trong công việc. Trên phương diện tài lộc của bạn tuổi Tý trong ngày thứ bảy này, bạn đang gặp được ngày có thiên tài chiếu mệnh cái điều này cho thấy với bạn đang có được báo hiệu tiền bạc của bạn trong ngày hôm nay khá dư dả đó là nhờ những thành quả lao động của bạn từ trước đó. Trong ngày này, một số người có thể thử vận may của mình bằng các trò chơi may rủi như thế là trúng số, trúng thưởng cũng có được một khoản nhô nhỏ cho mình. Vài tử vi tuổi giáp tý thuộc mệnh kim hết sức cẩn thận khi làm việc. Tử vi tuổi bính tý thuộc mệnh thủy chú ý để tránh những sai sót không đáng có. Tử vi tuổi mậu tý thuộc mệnh hỏa hãy cố gắng làm việc hết mình. Tử vi tuổi canh tý thuộc mệnh thổ có được cơ may phát tài trong ngày hôm nay. Tử vi tuổi nhâm tý thuộc mệnh mộc tài chính được dư dả hãy tận hưởng cuộc sống của chính mình nhé. Và đánh giá của bạn tuổi tý trong ngày thứ bảy này sự nghiệp 4 sao tài lộc 5 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 4 sao, con số may mắn số 26, số 60, giờ tốt từ 3 giờ đến 5 giờ, màu sắc cát tường, màu trắng, màu xanh lam, quý nhân phù trợ, tuổi Sửu, tuổi Thân, tuổi Thìn. Từ vi tuổi Sửu thứ bảy ngày mùng 8 tháng 1 năm 2022. Xem vận trình ngày thứ bảy này với bạn tuổi Sửu, cho chúng ta thấy là bạn tuổi Sửu đang gặp được ngày có cục diện ngũ hành tam hợp, tị dậu Sửu phù trợ. Cái điều này sẽ giúp cho vận trình của bạn tuổi Sửu trong ngày hôm nay, bạn dễ dàng chinh phục được mọi người. Với bạn tuổi Sửu, bản mệnh có thể gây được ấn tượng tốt với những người khác ngay từ lần tiếp xúc đầu tiên. Đối với những bạn đang còn độc thân, cũng có được cơ hội tìm được người phù hợp với mình nữa. Và ngày thứ bảy này với bạn tuổi Sửu bạn nên cởi mở hơn trong việc giao tiếp, không nên tiếp tục sống trong thế giới riêng của mình, hãy thử mở lòng ra để đón nhận sự quan tâm của những người khác dành cho mình nữa bạn tuổi Sửu nhé. Bên cạnh đó, trong vận trình ngày thứ bảy này với bạn tử xỉu lại đang gặp được ngày có thổ sinh cho kim vượng, cái điều này cho thấy về mối quan hệ giữa bạn với người nhà đang vô cùng là hòa hợp. Dù là khi bạn bận rộn hay là rảnh rỗi, bạn cũng không quên dành thời gian quan tâm tới các thành viên trong gia đình. Chính vì vậy, gia đình là điểm tựa giúp cho bạn có thêm động lực để phấn đấu hơn trong tương lai sự nghiệp của mình nữa vai tử vi tuổi ất sửu thuộc mệnh kim tạo được uy tín với mọi người xung quanh tử vi tuổi đinh sửu thuộc mệnh thủy nhận được cảm tình của nhiều người tử vi tuổi kỷ sửu thuộc mệnh hỏa cần trò chuyện tiếp xúc với mọi người nhiều hơn tử vi tuổi tân sửu thuộc mệnh thổ luôn quan tâm tới người thân gia đình của mình tử vi tuổi quý sửu thuộc mệnh mộc không nên tự cô lập bản thân mình và đánh giá của bạn tuổi sửu trong ngày thứ bảy này sự nghiệp 4 sao tài lộc 4 sao sức khỏe, 4 sao tình cảm, 5 sao con số may mắn, số 11, số 75, giờ tốt từ 17 giờ đến 19 giờ, màu sắc cát tường, màu xám, màu cà phê, quý nhân phù trợ, tuổi tí, tuổi tỵ, tuổi dậu. Từ vi tuổi dần thứ bảy ngày mùng 8 tháng 1 năm 2022 xem vận trình ngày thứ bảy này với bạn tuổi dần cho chúng ta thấy là bạn tuổi dần đang gặp được ngày của chính quan chiếu mệnh cái điều này làm cho bạn đang có được những dấu hiệu tốt cho thấy với bạn tuổi dần nếu như bạn đang làm trong các lĩnh vực như là bàn giấy văn phòng và nếu như bạn đi làm trong ngày hôm nay bạn tuổi dần có thể sẽ phát huy được điểm mạnh của mình là cẩn thận tỉ mỉ chăm chỉ và có trách nhiệm nữa Ngày này với bạn tuổi dần, tinh thần làm việc tốt giúp cho bạn khẳng định được vị thế của mình trong mắt bạn bè, trong mắt lãnh đạo. Điều bạn cần làm bây giờ là có được một cơ hội để bứt phá, vươn lên phía trước. Và trước khi đến được lúc ấy, với bạn tuổi dần hãy xác định cho mình một cái đích rõ ràng, đồng thời tiếp tục rèn luyện bản thân mình hơn nữa. Và với bạn tuổi dần trong ngày này thật đáng buồn là cái chuyện tình cảm của bạn và người nhà lại không được in ổn cho lắm. Đôi bên có thể xảy ra xích mích mâu thuẫn với nhau vì quan điểm bất đồng nhau. Và trước khi định thốt lên một lời gây tổn thương cho người khác, bạn mạnh tuổi dần hãy đặt mình vào vị trí của đối phương để kìm nén cơn nóng giận của mình lại, nhất là một ngày như thế này về tử vi tuổi giáp dần thuộc mệnh thủy khẳng định được giá trị của bản thân tử vi tuổi bính dần thuộc mệnh hỏa chờ đợi thời cơ thích hợp để thể hiện bản thân mình tử vi tuổi mậu dần thuộc mệnh thổ nhận được sự tán thưởng của cấp trên và đồng nghiệp tử vi tuổi canh dần thuộc mệnh mộc hãy học cách đặt mình vào vị trí của đối phương tử vi tuổi nhâm dần thuộc mệnh kim có thể vướng phải những mâu thuẫn xích mích với nửa kia và đánh giá của bạn tuổi dần trong ngày thứ bảy này sự nghiệp 5 sao tài lộc 4 sao sức khỏe 4 sao tình cảm 3 sao con số may mắn số 16 số 58 giờ tốt từ 11 giờ đến 13 giờ màu sắc cát tường màu xanh dương màu xanh rêu quý nhân phụ trợ tuổi Mão tuổi Thìn tuổi Hợi Từ vi tuổi mão thứ bảy ngày mùng 8 tháng 1 năm 2022 xem vận trình ngày thứ bảy này với bạn tuổi mão cho chúng ta thấy là bạn tuổi mão đang gặp ngày có cục diện ngũ hành tứ hình xung tí ngọ mạo dậu cái điều này làm cho bạn tuổi mão đang có xu hướng coi thường ý kiến của người khác và sẵn sàng gây gõ tranh cãi với những người có quan điểm trái ngược chiều với mình và nếu như bạn tuổi mạo quá kiêu ngạo khi luôn tuôn rằng mình là người đúng đắn thì bạn sẽ gặp phải nhiều khó khăn trở ngại trong ngày hôm nay nhé. Bạn tuổi mão, bạn nên biết rằng mọi người có một cách nhìn vấn đề khác nhau cho nên bạn không thể bắt người khác nghe theo ý của mình một cách vô điều kiện như vậy được. Đặc biệt là trong ngày hôm nay, bạn nên có cách cư xử sao cho khéo léo để giữ hòa khí chung với mọi người. Bên cạnh đó, trong vận trình ngày thứ bảy này với bạn tuổi Mão lại đang gặp ngày có kim khắc với mộc. Cái điều này cho thấy đối với những bạn đang còn độc thân, không chịu mở rộng lòng mình vì mãi giữ những cái nhìn khá tiêu cực về chuyện tình cảm. Bạn thường cự tuyệt sự tiếp xúc đến từ những người khác giới, lo lắng rằng sau này mình sẽ phải chịu tổn thương nữa. Về tử vi tuổi ất mão thuộc mệnh thủy, bạn là người thông minh, nhanh nhẹn và có linh cảm tốt. Tử vi tuổi đinh mão thuộc mệnh hỏa, quá kiêu ngạo vì tài năng của mình. Tử vi tuổi kỷ mão thuộc mệnh thổ, không nên bắt ép người khác làm theo quan điểm của mình. Tử vi tuổi tân mão thuộc mệnh mộc, cần phải trình bày suy nghĩ một cách thuyết phục hơn. Tử vi tuổi quý mão thuộc mệnh kim, hãy cởi mở hơn để cho người khác có được cơ hội tới gần. Vài đánh giá của bạn tuổi mạo trong ngày thứ bảy này, sự nghiệp 4 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 30, số 76, giờ tốt từ 13 giờ đến 15 giờ, màu sắc cát tường, màu xanh lá cây, màu đỏ, quý nhân phù trợ, tuổi dần, tuổi thìn, tuổi tốt. Từ với tuổi Thìn thứ bảy ngày mùng 8 tháng 1 năm 2022 Xem vận trình ngày thứ bảy này với bạn tuổi Thìn cho chúng ta thấy là bạn tuổi Thìn đang gặp được ngày có ngũ hành Dậu Thìn nhị hợp năng đỡ cái điều này sẽ giúp cho bạn tuổi Thìn nhận được nhiều sự yêu mến và tin tưởng của mọi người xung quanh Tuy nhiên với bạn tuổi Thìn chính bạn lại thường cảm thấy không thực sự tự tin thậm chí là hoang Mang mơ hồ vì chưa tìm được hướng đi cho mình nữa và trong ngày thứ bảy này với bạn tự thìn, bạn cần phải bình tĩnh, xác định cho rõ điểm mạnh của mình là gì, hoặc điều mà mình mong muốn là gì, rồi đấy đó làm cơ sở cho mọi việc. Bạn cần phải bình tĩnh để có thể lắng nghe được tiếng nói từ chính nội tâm của mình, chứ có vội chạy theo bước chân của người khác. Trong vận trình ngày thứ bảy này với bạn tuổi Thìn lại đang gặp được ngày có thổ sinh cho Kim Vượng. Cái điều này cho thấy cái chuyện tình cảm của bạn với nửa kia luôn duy trì tình cảm rất ổn định. Hai người thường hay chia sẻ và tâm sự với nhau mọi chuyện trong cuộc sống. Và ngày hôm nay hai bạn có thể tạo thêm cho nhau những kỷ niệm đẹp nữa rồi. Về tử vi tuổi giáp thìn, thuộc mệnh hỏa, nhận được sự yêu mến và tin tưởng của nhiều người. Tử vi tuổi bính thìn, thuộc mệnh thổ, chưa xác định được điều mình thực sự mong muốn là gì. Tử vi tuổi mậu thìn, thuộc mệnh mộc, hãy tạo thêm những kỷ niệm đẹp với nửa kia. Tử vi tuổi canh thìn, thuộc mệnh kim, suy nghĩ, cân nhắc về những điều mình thực sự muốn và cần. Tử vi tuổi nhâm thìn, thuộc mệnh thủy, tình cảm vợ chồng được ổn định, hai người hay chia sẻ với nhau. Về đánh giá của bạn tuổi Thìn trong ngày thứ bảy này, sự nghiệp 4 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 5 sao, con số may mắn số 24, số 69, giờ tốt từ 23 giờ đến 1 giờ, màu sắc cát tường màu vàng, màu nâu, quý nhân phù trợ, tuổi Tý, tuổi Mão, tuổi Thân. Từ vi tuổi tỵ thứ bảy ngày mùng 8 tháng 1 năm 2022 xem vận trình ngày thứ bảy này với bạn tuổi tỵ cho chúng ta thấy là bạn tuổi tỵ đang gặp được ngày có chính ấn nâng đỡ cái điều này sẽ giúp cho bạn tuổi tỵ đang làm ở các cương vị như là lãnh đạo nhận được sự tin tưởng và tôn trọng của nhân viên của mình bạn tuổi tỵ luôn ý thức rõ ràng mình cần gì và phải làm gì để có thể đạt được mục tiêu mà mình đã đề ra và với bạn tuổi tỷ trong ngày này, bạn có thể dành thời gian để xác định mục tiêu mới cho mình, trở nên dễ hài lòng với hiện tại. Tuy nhiên, bạn cũng không cần thiết phải tự tạo áp lực quá lớn cho mình nhé. Và trong ngày này với bạn tuổi tỵ lại đang gặp này có họa khắc với kim. Cái điều này cho thấy cái chuyện tình cảm của bạn trong ngày hôm nay không được tốt cho lắm. Với bạn rất dễ nội nóng với nửa kia của mình một cách vô lý. Và dù trong ngày này với bạn, bạn cũng chỉ nên góp ý nhẹ nhàng cho người ấy. Đồng thời hãy nói để cho người ấy hiểu điều gì khiến cho bạn tức giận nữa nhé về tử vi tuổi ất tỵ thuộc mệnh hỏa nhận được sự tin tưởng tôn trọng của mọi người tử vi tuổi đinh tỵ thuộc mệnh thổ ý thức rõ ràng điều mình muốn là gì tử vi tuổi kỷ tỵ thuộc mệnh mộc không nên hài lòng với thành tích của mình quá dễ dãi tử vi tuổi tân tỵ thuộc mệnh kim nhìn nhận lại những yêu và khuyết điểm của bản thân cho đúng đắn tử vi tuổi quý tỵ thuộc mệnh thủy vợ chồng cần phải nói chuyện nhẹ nhàng với nhau chớ nên gây gõ với nhau về đánh giá của bạn tuổi tỷ trong ngày thứ bảy này, sự nghiệp 3 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 12, số 94, giờ tốt từ 17 giờ đến 19 giờ, màu sắc cá tường màu hồng, màu tím, quý nhân phù trợ, tuổi ngọ, tuổi mùi, tuổi thân. Từ vi tuổi ngọ thứ bảy ngày mùng 8 tháng 1 năm 2022. Xem vận trình ngày thứ bảy này với bạn tuổi ngọ cho chúng ta thấy là bạn tuổi ngọ đang gặp ngày có họa khắc với kim, cái điều này làm cho mối quan hệ tình cảm của bạn trong ngày hôm nay dễ vướng phải những rắc rối không đáng có. Và ngày này, nếu như bạn đang còn độc thân, dù được nhiều người săn đốn đi chăng nữa, bản mệnh cũng không nên dễ dàng tin theo lời đường mật của một ai đó nhé và ngày này với bạn tướng họ nếu như bạn đã có gia đình rồi bạn mệnh cần phải biết giữ mình chủ động tạo khoảng cách giữa bản thân và người khác hãy nhớ rằng cho dù bạn có trong sạch đi chăng nữa thì cũng không nên vô tình tạo điều kiện cho người khác lời ra tiếng vào và trong ngày thứ bảy này với bạn tử ngọ lại đang gặp được ngày có thiên ấn chiếu mệnh. Cái điều này cho thấy với bạn là người thông minh và khéo léo cho dù có sự cố bất ngờ gì xảy ra đi chăng nữa, bạn tử ngọ cũng có thể sẽ tìm được cách khắc phục khéo léo gây được ấn tượng tốt với mọi người. Về tử vi tuổi giáp ngọ thuộc mệnh kim nên suy nghĩ kỹ trước khi đến với một ai đó. Tử vi tuổi bính ngọ thuộc mệnh thủy chú ý tạo khoảng cách với những người xung quanh. Tử vi tuổi mậu ngọ thuộc mệnh hỏa thể hiện được điểm mạnh của mình gây ấn tượng với người khác. Tử vi tuổi canh ngọ thuộc mệnh thổ có cách ứng xử khéo léo trong nhiều tình huống. Tử vi tuổi nhâm ngọ thuộc mệnh mộc chuyện tình cảm gặp phải nhiều vướng mắc. Và đánh giá của bạn tử ngọ trong ngày thứ bảy này sự nghiệp 5 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 15, số 69, giờ tốt từ 3 giờ đến 5 giờ, màu sắc cát tường màu đỏ, màu hồng, quý nhân phù trợ, tuổi dần, tuổi mùi, tuổi tốt. Từ vi tuổi mùi thứ bảy ngày mùng 8 tháng 1 năm 2022 xem vận trình ngày thứ bảy này với bạn tuổi mùi cho chúng ta thấy là bạn tuổi mùi đang gặp ngày có tỷ kim chiếu mệnh cái điều này giúp cho bạn tuổi mùi đang có được trí tín thủ mặc dù ngày này với bạn tuổi mùi một số người vẫn cố gắng cống hiến hết mình cho công việc bạn làm việc ngay cả khi đa số mọi người đều nghỉ ngơi và hưởng thụ nữa tuy nhiên với ba tuổi mùi bạn cũng nên nhận ra yêu và nhược điểm của mình bạn là người mạnh mẽ và giữ vững lập trường song đôi khi bạn cũng trở nên quá cứng đầu không chịu tiếp thu ý kiến của những người khác đặc điểm này cũng gây ra những tác động tiêu cực khiến cho bạn khó có thể chạm đến cái đích mà mình đã đặt ra được nhé còn về phương diện tình cảm của bạn tứ mùi trong ngày thứ bảy này, bạn lại đang gặp được ngày có thổ sinh cho kim vượng. Cái điều này cho thấy về mối quan hệ giữa bạn với gia đình đang rất hòa hợp. Bạn luôn là một người biết chăm lo cho mái ấm của mình. Bạn trân trọng tình thân và hiểu rằng đó là thứ tình cảm mà tiền tài, địa vị cũng chẳng thể nào mua nổi được về tử vi tuổi ất mùi thuộc mệnh kim cố gắng hết mình trong công việc mà bạn đang làm tử vi tuổi đinh mùi thuộc mệnh thủy cứng đầu cứng cổ không chịu nhường nhịn ai tử vi tuổi kỷ mùi thuộc mệnh hỏa học cách tiếp thu ý kiến của người khác tử vi tuổi tân mùi thuộc mệnh thổ mối quan hệ được hài hòa biết chăm lo cho gia đình tử vi tuổi quý mùi thuộc mệnh mộc tự nhận ra yêu nhược điểm của bản thân để tiến bộ hơn Vài đánh giá của ban tuổi mùi trong ngày thứ bảy này, sự nghiệp 3 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 5 sao, con số may mắn số 12, số 91, giờ tốt từ 5 giờ đến 7 giờ, màu sắc cát tường, màu vàng, màu xám, quý nhân phù trợ, tuổi mão, tuổi ngọ, tuổi hợi. Từ vi tuổi thân thứ bảy ngày mùng 8 tháng 1 năm 2022 xem vận trình ngày thứ bảy này với bà tuổi thân cho chúng ta thấy là bạn tuổi thân đang gặp được ngày có ngũ hành tam hội nâng mức cái điều này giúp cho vận trình của bạn trong ngày hôm nay trở nên tốt đẹp hơn với bạn tuổi thân cô sẽ dễ dàng gây dựng được các mối quan hệ xã giao tốt đẹp thậm chí là bạn mệnh có thể gây được ấn tượng mạnh mẽ với cả những người ngay từ lần gặp gỡ đầu tiên nữa và ngày hôm nay với bạn tuổi thân đó mọi việc đều tiến triển một cách khá thuận lợi, bất kể là công việc bạn bắt tay vào làm là gì đi chăng nữa. Dù bạn có vướng phải rắc rối đi chăng nữa, bạn cũng được mọi người xung quanh giang tay ra để giúp đỡ cho bạn nữa nhé. Xem tử vi cho thấy, hôm nay là ngày mùng 6 tháng 12 năm Tân Sửu, ngày này theo hải thượng lạn ông, nhân thần ở lòng bàn tay, trước ngực và trong lòng ngực. Vì vậy với bạn tuổi thân nên tránh mọi sự tổn thương, va chạm, mộ áp châm chích ở các vị trí này. Và ngày này với bạn tuổi thân, nếu như có công việc cần phải xuất hành đi xa thì bản mệnh cũng nên ưu tin xuất hành theo hướng tốt như là hỷ thần và tài thần hướng Tây Nam. Đây là hai hướng sẽ giúp cho vận trình của bạn gặp được nhiều may mắn, hanh thông, thuận lợi hơn về tử vi tuổi giáp thân thuộc mệnh thủy xây dựng được những mối quan hệ xã giao hài hòa tử vi tuổi bính thân thuộc mệnh hỏa gây được ấn tượng tốt với mọi người ngay từ lần gặp gỡ đầu tiên tử vi tuổi mậu thân thuộc mệnh thổ nhận được sự giúp đỡ của nhiều người tử vi tuổi canh thân thuộc mệnh mộc cố gắng phát huy điểm mạnh của bản thân tử vi tuổi nhâm thân thuộc mệnh kim cân nhắc trước khi bắt đầu những công việc trọng đại và đánh giá của bản tuổi thân trong ngày thứ bảy này sự nghiệp 5 sao tài lộc 4 sao sức khỏe 4 sao tình cảm 4 sao con số may mắn số 18 số 63 giờ tốt từ 23 giờ đến 1 giờ màu sắc cát tường màu trắng màu bạch kim quý nhân phù trợ tuổi tỵ tuổi giàu tuổi tuất tử với tuổi giàu thứ bảy ngày 8 tháng 1 năm 2022. Xem vận trình ngày thứ bảy này với bạn tuổi Dậu, cho chúng ta thấy là bạn tuổi Dậu đang gặp ngày có cục diện ngũ hành Dậu Dậu tự hình. Cái điều này tác động không hề tốt lên vận trình của bạn trong ngày hôm nay. Điều này khiến cho bạn rất dễ nóng nảy. Bạn tuổi Dậu thường tranh chấp hoặc là phản kháng ngay với những người bất đồng ý kiến với mình mà không hề suy nghĩ kỹ càng, không hề lo lắng việc mình sẽ làm mất lòng người khác nhé và ngày này với bạn tuổi dậu á bạn mạnh nên hạn chế việc mâu thuẫn với người khác đồng thời hãy hạ thấp cái tôi của mình xuống và bạn cũng cần phải nhớ rằng dù mình có tài giỏi đến đâu đi chăng nữa thì chắc chắn sẽ có những lúc bạn vẫn mắc phải những sai lầm mà chính bạn không nhận ra được và xem tử vi cùng cho thấy với bạn tử dậu đang có điểm báo sức khỏe của bạn không được tốt cho lắm bạn cần phải chú ý không nên quá tập trung vào sự nghiệp hoặc là sở thích cá nhân của mình mà lơ là giờ giấc sinh hoạt hoặc là những dấu hiệu cảnh báo của cơ thể bạn tuổi giàu nhé về tử vi tuổi Ất Dậu thuộc mệnh Thủy, tính khí nóng nảy, dễ nổi giận với người khác. Tử vi tuổi Đinh Dậu thuộc mệnh Hỏa, nối năng không suy nghĩ, gây tổn thương tới người khác. Tử vi tuổi Kỷ Dậu thuộc mệnh Thổ, chú ý tránh rắc rối không đáng có xảy ra với mình. Tử vi tuổi Tân Dậu thuộc mệnh Mộc, không nên quá kiêu căng, tự mãn. Tử vi tuổi Quý Dậu thuộc mệnh Kim, quan tâm tới sức khỏe của mình nhiều hơn. Về đánh giá của bạn tử Dậu trong ngày thứ bảy này, sự nghiệp 3 sao tài lộc, 4 sao sức khỏe, 4 sao tình cảm, 4 sao con số may mắn số 26, số 77, giờ tốt từ 11 giờ đến 13 giờ, màu sắc cát tường, màu vàng kim, màu nâu, quý nhân phù trợ, tuổi thân, tuổi dậu, tuổi thìn. Từ vi tuổi tốt thứ 7 ngày mùng 8 tháng 1 năm 2022. Với bạn tuổi Tuất bước sang ngày thứ bảy này, thầy Tử Vi chỉ ra rằng bạn tuổi Tuất đang có điểm báo trải qua một ngày không mấy thuận lợi khi bạn đang phải đối diện với đủ chuyện phức tạp trong ngày hôm nay bởi bạn đang phải chịu tác động của cục diện ngũ hành tư hại gây ra. Tuy nhiên với bạn tuổi Tuất với những suy nghĩ lạc quan tích cực sẽ giúp cho bạn đối diện với hoàn cảnh bế tắc rồi cũng sẽ tìm được hướng đi cho mình. Về phương diện tình cảm của bạn tuổi Tuất trong ngày thứ bảy này, mối quan hệ giữa bạn và nửa kia cũng đang có những dấu hiệu không được tốt. Lúc này, với bạn tuổi Tuất nếu như cứ tiếp tục dựng dưng thì đôi bên sẽ càng lúc càng trở nên xa cách. Hãy nhanh chóng tìm cách để hóa giải với nửa kia của mình bạn tuổi Tuất nhé. Và ngày này, nếu như bạn tuổi Tuất cần có công việc phải xuất hành đi xa, thì bạn mệnh nên ưu tin xuất hành theo những hướng tốt như là hỷ thần và tài thần hướng Tây Nam. Đây là hướng sẽ giúp cho công việc của bạn gặp được nhiều may mắn hơn. Vài tử vi tuổi giáp Tuất thuộc mệnh hỏa có thể gặp phải nhiều chuyện xui xẻo ngoài ý muốn. Tử vi tuổi bính Tuất thuộc mệnh thổ không nên giữ những suy nghĩ quá bi quan tiêu cực. Tử vi tuổi mậu Tuất thuộc mệnh mộc, tình cảm vợ chồng thờ ơ, lạnh nhạt, Từ vi tuổi canh tuất thuộc mệnh kim cố gắng hết sức khắc phục những vấn đề trước mắt từ vi tuổi nhâm tuất thuộc mệnh thủy suy nghĩ tích cực sẽ khiến cho mọi việc trở nên đơn giản hơn và đánh giá của bạn tuổi tuất trong ngày thứ bảy này sự nghiệp ba sao tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 14, số 56, giờ tốt từ 3 giờ đến 5 giờ, màu sắc cát tường, màu nâu, màu cà phê, quý nhân phù trợ, tuổi dần, tuổi ngọa, tuổi thân. Từ với tuổi hợi thứ bảy ngày mùng 8 tháng 1 năm 2022 xem vận trình ngày thứ bảy này với bạn tuổi hỏi cho chúng ta thấy là bạn tuổi hỏi đang gặp được ngày có kim sinh cho thủy vượng cái điều này giúp cho mối quan hệ giữa bạn với nửa kia đang rất in ấm ngày này với bạn tuổi hỏi bạn và người ấy có thể tổ chức những chuyến đi giả ngoại ngắn ngày giúp hâm nóng tình cảm những cảm xúc của hai người nữa nhé và nếu như bạn đang còn độc thân, nhân duyên với người khác giới với bạn trong ngày hôm nay cũng khá vượng. Bạn mạnh tuổi hợi nên nhiệt tình tham gia vào những buổi tụ tập, giao lưu, chủ động gặp gỡ với những người khác giới hoặc là sự giới thiệu của người khác. Bởi rất có thể đó là cơ hội để cho bạn tìm ra được người phù hợp với mình trong ngày hôm nay Lại thêm, trong vận trình ngày thứ bảy này với bạn tuổi hợi Đang gặp được ngày có chính quan chiếu mệnh cái điều này cho thấy với bà tuổi hợi cũng nên tận hưởng cuộc sống của mình trong ngày hôm nay và gác lại những công việc khiến cho bạn nhức đầu sang một bên. Nghỉ ngơi sẽ giúp cho bạn tái tạo lại năng lượng để bắt đầu công việc được tốt hơn vào những ngày sau đó. Vài tử vi tuổi ất hợi thuộc mệnh hỏa luôn lắng nghe ý kiến của nửa kia trước khi đưa ra những quyết định của mình. Tử vi tuổi đinh hợi thuộc mệnh thổ nhân duyên vượng nên chủ động đến nắm bắt bắt chuyện với người khác từ vi tuổi kỷ hợi thuộc mệnh mộc hãy tận hưởng cuộc sống của mình từ vi tuổi tân hợi thuộc mệnh kim tin tưởng bản thân mình không nên thua kiếm ai cả từ vi tuổi quý hợi thuộc mệnh thủy chú ý sắp xếp thời gian nghỉ ngơi và làm việc sao cho hợp lý về đánh giá của bạn tuổi hợi trong ngày thứ bảy này sự nghiệp 5 sao tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 5 sao, con số may mắn số 20, số 87, giờ tốt từ 13 giờ đến 15 giờ màu sắc cát tường màu đen màu trắng của nhà phù trợ tuổi tý tuổi sửu tuổi dần cảm ơn các bạn đã theo dõi video clip đừng tiếc like comment đăng ký kênh ủng hộ chương trình để theo dõi những video ý nghĩa hàng ngày xin chào và hẹn gặp lại